Vâng, ở Việt Nam, phong trào tình nguyện đã trở thành nét đẹp mang tính văn hóa. Trong khi tham gia các hoạt động tình nguyện không chỉ giúp cho thanh niên có ý thức tốt hơn về vai trò của mình đối với cộng đồng, mà còn là cơ hội để mỗi đoàn viên thanh niên được rèn luyện những kỹ năng sống cho bản thân. Thế nhưng vẫn còn có những phong trào nặng về tính hình thức và khiến cho hoạt động này ở một vài nơi chưa mang lại hiệu quả thiết thực, hay là khiến cho dư luận có những ý kiến trái chiều về cách thức thực hiện. Thời gian gần đây, những hình ảnh thanh niên tình nguyện lập hàng rào sống phân làn đường dưới trời nắng nóng 40 độ C trong kỳ thi tốt nghiệp quốc gia đang khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn ý kiến cho rằng việc làm này không cần thiết và gây lãng phí sức lực của thanh niên tình nguyện hiện nay. Dù khá buồn đối với những nhận xét trái chiều từ dư luận, thế nhưng đối với những bạn tình nguyện viên này thì việc tham gia các hoạt động tình nguyện là cách để các em học tập và rèn luyện bản thân trong suốt 4 năm học. Với những cái lời góp ý như vậy thì chúng em cũng cảm thấy rất là đúng đắn, và trong những cái lần hoạt động sắp tới, cả những chương trình tình nguyện, chương trình tiếp sức mùa thi sắp tới thì chúng em sẽ làm thế nào đó để các bạn đoàn viên sinh viên có thể làm tốt cái công việc mà không phải là quá vất vả, quá là mệt mỏi, quá là nặng nhọc giống như là những cái hình ảnh mà mọi người đã thấy ở trên các trang mạng. Đối với một tổ chức mà để mà tổ chức một cái chương trình tình nguyện như thế, cần phải nhận định rõ rằng là cái thực trạng của địa phương đó như thế nào và địa phương đó đang cần những cái gì. Có một số những cái tổ chức tình nguyện bên ngoài thì họ thường thường là có một bộ phận tập trung vào những cái gì họ ý muốn của họ một tổ chức thôi, chứ chưa tập trung vào những cái gì mà họ sẽ giải quyết được tại địa phương đó. Không thể phủ nhận những hành động ý nghĩa của các phong trào tình nguyện ở Việt Nam. Thế nhưng trong số đó vẫn còn tồn tại nhiều phong trào tình nguyện phát động nặng về hình thức, thành tích mà chưa có phương hướng rõ ràng để hoạt động hiệu quả. Trong giai đoạn hiện nay thì rất nhiều những cái đánh giá của xã hội rằng là nhiều cái phong trào đã tổ chức ra nhưng mà nó không có cái tính thiết thực, mang quá nặng về cái tính hình thức. Thì bản thân tôi cũng nhận thấy là như vậy. Rõ ràng trong giai đoạn hiện nay các hoạt động đoàn đó phải nhắm đến cái giá trị, cái nhu cầu của xã hội về phong trào tình nguyện. Qua đó để các bạn sinh viên không lãng phí về thời gian, công sức cũng như là bản chất cái tính nhiệt tình của mình trong phong trào tình nguyện. Bây giờ có một số những cái câu lạc bộ tình nguyện ấy hoạt động chưa thực sự hiệu quả, vẫn là vì phong trào, vẫn là vì những thành tích kể cả cá nhân, chưa thực sự tự giác. Khi mà muốn làm tình nguyện ở đâu đó thì họ phải lên kế hoạch rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Đấy. Và phải có cái lộ trình chuẩn bị chu đáo, thiết thực và tránh ảnh hưởng phiền hà cho người dân. Sự nhiệt huyết là một trong những điều luôn luôn cần có trong mỗi phong trào có sự tham gia của thanh niên tình nguyện. Thế nhưng, nếu sự nhiệt huyết ấy lại bị sử dụng vào những phong trào mang tính hình thức, thì đó sẽ là một sự lãng phí lớn về nhân lực, về sức trẻ của những tình nguyện viên, như câu chuyện đã từng xảy ra, khi hơn 1.000 thanh niên tình nguyện được huy động chỉ để xây dựng con đường dài 350 mét như thế này.